Con xin kính nhờ ban tổ chức chuyển tới camera tiếp theo. Có câu hỏi trong ngày hôm nay là đạo tràng Đức Nghiêm Hiệp Hòa Bắc Giang ạ. Nam mô A Di Đà Phật. Con kính thầy Chư Tôn Thiền Đức Tăng Ni chứng minh, con kính chào thầy Diệu Âm. Xin thầy cho con hỏi một câu hỏi ạ. Con là Nguyễn Thị Ngọc, pháp danh Đức Nghiêm. Hiện con đang làm trưởng chúng cũng như trưởng ban hộ niệm ở nhóm cộng tu Đức Nghiêm Hiệp Hòa. Trong mấy năm qua con dẫn chúng tu tập đi khai thị. Con rất là bây giờ con mới biết là con có cái tâm tố cao, ngã mạn và con hay lo lỗi của người. Cũng nhờ là hôm nọ chúng con họp đạo tràng cho nên là con hỏi các cụ là các cụ ơi, con có điều gì sai, các cụ nhắc con với để con sửa. Thì các cụ đã thành thật nói là con trong khi tu tập con hay tự quyết định mọi công việc mà không hỏi ý kiến người trên, không biết tôn trọng mọi người. Thực sự con đã rất là xấu hổ và con xin sám hối. Con tu mà con không biết cái lỗi của con lại đi nhìn lỗi của người. Và cái điều con ân hận nhất đó là khi con tu tập cách đây mấy năm, con chưa khuyên mẹ chồng con tin theo Phật được và mẹ chồng con đã không cho con đi hội niệm, con tiện phải trốn đi, con nói dối đi chợ để con đi niệm Phật. Thế mà nhờ được các cụ đến nhà con nói với mẹ chồng con là cho con đi để dẫn chúng các cụ tu tập. Thế là mẹ chồng con đồng ý, rồi bây giờ con dẫn chúng các cụ tu tập mà con lại làm cho các cụ phiền não, con lại cống cao ngã mạn mà con không biết. Hôm nay con được các cụ chỉ dạy cũng như được gặp thiện trí thức chị Phương nhắc nhở, cho nên con thành tâm hôm nay trước quý thầy, trước thầy Tiểu Âm và trước tất cả các cụ, con xin thành tâm sám hối và con thực sự muốn sửa sai, muốn sửa thế tâm cống cao ngã mạn của con, nói lỗi người của con, tham ăn tham ngủ của con, nhưng con không biết là sửa bằng cách nào vì tập khí của con nó sâu lặng, nghiệp con nặng quá. Con xin các cụ là cho con nghỉ một thời gian, con không xứng đáng làm trưởng chúng trưởng của bán hộ niệm nhưng các cụ không cho con nghỉ. Vậy bây giờ con xin thầy Hiệu Âm cho con lời khuyên con phải tu như thế nào để bỏ triệt để được cái tâm cống cao ngã mạn của mình và phải thực sự coi mọi người là Bồ Tát, con là phàm phu sát đất, nghiệp chướng sâu lặng ạ. Con thực sự muốn về Tây Phương Cực Lạc, xin thầy thành chỉ dạy cho con ạ. Nam mô A Di Đà Phật. A Di Đà Phật. Làm lỗi mà biết lỗi thì hay quá rồi. Cho tràng vỗ tay đi. Thế gian cái câu tục ngữ là lãng tử hồi đầu, kim bất khoáng. Một người làm sai mà thấy mình sai hồi đầu quý hơn cái cục vàng đấy, cục vàng mà cục vàng vàng 20 đấy chứ mới cục vàng 10 đấy chứ mới là lợi đâu. Như vậy thì nếu mà Đức Nghiêm thấy mình trước đây cống cao ngã mạn, bây giờ thành tâm sám hối thì vô tình. Có phải Đức Nghiêm hay là Đạo Tràng Đức Nghiêm? Đạo Tràng cũng là tên của mình luôn hả? Thì Đức Nghiêm đúng là một người được các bác kính phục rồi. Chính vì các bác kính phục cho nên mới tiến cử mình làm trưởng tràng đấy. Mình muốn xuống mà các bác cũng mời mình lên đấy. Càng tu càng khiêm nhường, càng tu càng kính cẩn. Nếu mà trong quá khứ mình lỡ làm cái điều gì sai, hỏi rằng phàm phu ai dám giơ tay nó hồi giờ tôi không có làm điều gì sai không? Có ai dám nói vậy không? Cái điều mà làm sai mà biết mình sai như vậy mới là tuyệt vời. Mới là tuyệt vời. Cho nên xin Đức Nghiêm đừng nên cảm thấy khổ sở vì những cái lỗi xưa, mà nên vui vẻ vì mình đã giác ngộ ra, mình đã cải hối. Cái cải hối này quý vô cùng. Ở trong kinh thánh của Thiên Chúa Giáo có một cái chuyện như thế này, dâm trực nhớ ra và kể cho Đức Nghiêm nghe. Ở tại một xứ nọ có một người đàn bà mang cái tội mà người ta gọi là
ô nhục đấy. Người ta đem ra xử cái người đàn bà này bằng cách là một người cầm một hòn đá nến vào cái thân của người đàn bà đó cho đến lúc chết luôn. Cả làng đều họp lại như vậy. Thì không ngờ tới cái lúc đó thì Đức Chúa Giêsu từ xa đi tới. Mấy vị đó, mấy vị mà trưởng tràng, trưởng lão đấy mừng quá, nói đúng rồi, bây giờ có Đức Chúa tới thì Đức Chúa là người đại thiện đại lành, nhất định Ngài sẽ xử cái người đàn bà này nặng nhất. Cho nên khi mà Đức Chúa tới, người ta kế tội người đàn bà đó và đề nghị với Đức Chúa Giêsu nến cho bà một cái viên đá đầu tiên. Thì Đức Chúa Giêsu cầm viên đá lên và giơ lên nhìn tất cả mọi người. Chúa nói rằng, hỡi ai là những người từ hồi giờ chưa làm tội lỗi, chưa gây ra một lỗi lầm nào, được quyền nến viên đá đầu tiên vào người đàn bà này. Người cái ngài cầm như vậy, cầm dơ lên dơ xuống, rồi ngài từ từ để xuống. Ngài cũng không dám liệt cái viên đá đầu tiên. Chính Đức Chúa Giêsu, người ta gọi là một vị đại thiện đại lành, mà về ngài cũng không dám nhận mình là trong cuộc đời của mình chưa từng làm điều sai lầm. Thì hỏi rằng ai dám đại diện cho đại thiện đại lành chưa bao giờ làm việc sai lầm mà có thể nện vào người đàn bà đó một viên đá đầu tiên để cho mở màn cho hàng trăm viên đá khác nện vào cái thân đó. Hiểu được như vậy thì ta là phàm phu để làm sao tránh khỏi những lỗi lầm. Lỗi lầm của người phàm phu là chuyện bình thường, nhưng quý báu là chúng ta biết lỗi lầm mà cải hối. Như vậy bây giờ Đức Nghiêm đã biết lỗi lầm, đã cải hối thì còn cái gì nữa mà khóc mà than. Rõ ràng đây là một cái đại hạnh của một người biết lỗi lầm, từ cái lỗi lầm đó làm cái động cơ thúc đẩy cho mình làm người đại thiện đại lành. Có phải là Đức Chúa Giêsu nói một lời giống như là lại nguyện của Đức A Di Đà vào không? Bất cứ một chúng sanh nào dẫu cho tạo ra tội chướng sâu nặng đến đâu, khi nghe được danh hiệu của ta mà phát tâm tin tưởng, tín nhạo niệm danh hiệu ta cầu sanh Tây Phương Cực Lạc, nhẫn đến 10 niệm mà không được vãng sanh, ta thề không thành Phật. Chư vị ngẫu các vị mà cao thượng, trí thượng trí tôn, nói lời khác nhau, những ý nguyện hoàn toàn giống nhau. Ta bây giờ là phàm phu vì mê mờ ta làm sai. Bây giờ ăn năn hối hận, chính cái ăn năn hối hận này thúc đẩy cho chúng ta tinh tấn niệm Phật, quyết lòng ăn ở hiền lành, không phạm lỗi chưa nữa. Kính cẩn mọi người, chỉ cần chí thành chỉ cái niệm Phật thì được vãng sanh Tây Phương Cực Lạc. Cớ chi chúng ta phải than phải khóc, phải không? Biết tu là từ đấy đi tới, nhất định không nghĩ nhớ tới những điều sai lầm trong quá khứ. Nếu tu hành mà nghĩ lầm trong quá khứ thì vô tình mình đi lui, mắt thì nhìn tới mà trong đi lui, coi chừng phục phòng vô không tốt, phải không Đức Nghiêm? Như vậy thì giải tỏa được chưa? Vui chưa? Cứ ăn ngỡ hằng lành, tự nhiên mình là người tốt, chứ cần chi phải chỉ dạy nữa, phải không? A-di-đà-phật. Ô A-di-đà-phật, chúng con thành kính tri ân lão cư sĩ Diệu Âm.